Làng nghề bánh tráng hơn 200 tuổi được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phục dựng nỏ thần An Dương Dương. Hội An chưa thu vé du khách vào phố cổ từ 15 tháng 5. Kính chào quý vị vừa điểm qua một số nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình tạp chí văn hóa du lịch tuần này. Cảm ơn quý vị dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong những phút sắp tới của chương trình. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Ngày tìm hiểu về Việt Nam năm 2023 vẻ đẹp Bắc Ninh, Kinh Bắc với sự tham gia của gần 150 đại biểu là các đại sứ, trưởng đại diện từ các ngoại giao đoàn và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm, nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Thông qua chương trình, tỉnh Bắc Ninh mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong việc kết nối, lan tỏa, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa truyền thống, môi trường đầu tư hấp dẫn của tỉnh Bắc Ninh với thế giới. Đặc biệt bằng uy tín ngoại giao, các đại biểu giúp tỉnh Bắc Ninh thúc đẩy vận động UNESCO xem xét để đưa nghề làm tranh dân gian đồng hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại trong năm 2024. Trước đó, các đại biểu đã đi thăm Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian đồng hồ, thưởng thức tiết mục múa rối nước đồng ngư và ẩm thực phong phú đa dạng của vùng đất Kinh Bắc, mặc thử trang phục áo tứ thân và lắng nghe những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2009. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp 12 tháng 4 năm 1973, 12 tháng 4 năm 2023, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó có chương trình dấu ấn văn hóa Pháp. Chương trình dấu ấn văn hóa Pháp tại Đà Nẵng được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa Pháp đến với người dân du khách, qua đó góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam Pháp. Các hoạt động chính gồm trưng bày sách truyện bằng tiếng Pháp, triển lãm ảnh các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng, giới thiệu một số món ăn ngọt đặc trưng của nước Pháp, trải nghiệm vẽ và trang trí bánh quy nướng. Đặc biệt, tọa đàm chủ đề dấu ấn kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của công chúng với những câu chuyện xung quanh quá trình hình thành đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc, các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các công trình kiến trúc này. Cũng tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng tổ chức lễ hội Tết Buôn Bi Mai Lào Phật Địch 2566. Lễ hội được tổ chức tại khuôn viên trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, nơi mà 21 năm qua, tất cả các du học sinh Lào được đào tạo tiếng Việt trước khi theo học tại các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng. Tại lễ hội Tết Buôn Bi Mai, các đại biểu đã thực hiện các nghi lễ tắm Phật, buộc chỉ cổ tay và các nghi lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào. Qua đó, giúp các sinh viên và cán bộ Lào đang theo học làm việc tại Việt Nam dời bớt nỗi nhớ nhà và cảm nhận được tình cảm nồng ấm, chân tình mà người dân Việt Nam, người dân thành phố Đà Nẵng dành cho mình. Tại Đà Nẵng hiện có khoảng 500 du học sinh Lào đang học tập. Từ năm 2002 đến nay, thành phố đã cấp học bổng cho hơn 850 du học sinh Lào đến học tập bậc đại học và sau đại học. Kết quả triển khai các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của Đà Nẵng cho các địa phương của Lào rất hiệu quả. Trong đó, giai đoạn 2018-2022 là hơn 116 tỷ đồng. Thưa quý vị, nghề làm bánh tráng ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ với hơn 200 tuổi đời vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. Làng bánh tráng tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt hiện có 58 hộ sản xuất bánh tráng hoạt động quanh năm, cao điểm là dịp Tết Nguyên đán với các loại bánh tráng mặn, bánh tráng ngọt, bánh tráng lạc và bánh tráng dừa. Mỗi loại bánh đều có đặc trưng riêng thơm ngon, hương vị gạo và không bị bở. Sản phẩm làng nghề này được tiêu thụ trong cả nước và Campuchia.
làng nghề giải quyết việc làm cho hơn 250 lao động có thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đồng thời là điểm du lịch trải nghiệm thu hút khá đông du khách khi đến Cần Thơ. Ngoài làng bánh tráng Thuận Hưng, Cần Thơ còn có những di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm văn hóa chợ nổi Cái Răng, lễ hội Kỳ Yên, đình Bình Thủy, hò Cần Thơ, hát ru của người Việt ở Cần Thơ và nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Với chủ đề bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 28 tháng 4 đến 2 tháng 5 tới đây tại thành phố Cần Thơ, với quy mô dự kiến từ 250 đến 300 gian hàng. Các hoạt động chính gồm lễ dân hương và dân bánh nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ khai mạc lễ hội, hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ tổ chức các gian hàng và trang trí không gian lễ hội, tổ chức các trò chơi dân gian, bánh dân gian và tuổi thơ, biểu diễn nghệ thuật, phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến quảng bá, liên kết phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam và giá trị bánh dân gian Nam Bộ. Còn tại Quảng Trị, lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam năm 2023 dự kiến được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 tại khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Lễ hội có chủ đề Hồn dân tộc vì quê hương mang tầm quốc gia với khoảng 80 gian hàng ẩm thực ba miền của Việt Nam. Lễ hội là một sự kiện văn hóa ẩm thực lớn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tổ chức trong dịp nghỉ lễ lớn của đất nước nhằm tôn vinh sự đa dạng đặc sắc của nền ẩm thực Việt Nam nói chung và nền ẩm thực miền Trung nói riêng. Đây cũng là sự kiện trong chuỗi các hoạt động kích cầu phục vụ mở cửa trở lại du lịch trong điều kiện bình thường mới, qua đó thu hút nhiều du khách đến với Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, nỏ Liên Châu thời An Dương Vương được nhiều người biết đến khi gắn liền với lịch sử triều đại Âu Lạc từ 2.300 năm trước. Đã từng có nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện về chiếc nỏ thần An Dương Vương chỉ là một truyền thuyết được dân gian hư cấu và không có thực. Tuy nhiên thì có một kỹ sư chuyên về chế tạo vũ khí đã dành nhiều năm để chứng minh sự thật về chiếc nỏ này và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây. Truyền thuyết về vua An Dương Vương có nhắc đến một chiếc nỏ thần, mỗi lần bắn sẽ được nhiều mũi tên và chỉ vài lần bắn đã khiến quân địch khiếp sợ rồi tan tác bỏ chạy. Điều này đã thôi thúc anh Vũ Đình Thanh, một kỹ sư về chế tạo vũ khí tên lửa, đã dành 3 năm nghiên cứu, phục dựng chiếc nỏ thần. Trước lễ hội của Cổ Loa là có rất nhiều hình ảnh ghi lại là người dân Cổ Loa khi có làm lễ rước nỏ thần là có cái ống tên này. Tức là tôi làm không gì khác ngoài việc là bệ cái ống tên vào trong cơ chế bắn này. Tiếp theo thứ hai nữa là bắn các mũi tên của loa. Bắn các mũi tên tiểu loa của loa. Tôi làm copy chính xác các mũi tên của loa thì là bắn bằng cái nỏ này. Mũi tên cổ loa là mũi tên ba cạnh đúc bằng đồng được các nhà nghiên cứu khai quật tại khu di tích cổ loa hiện trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, lắp ghép với nhiều dữ kiện lịch sử khác và dựa trên nguyên lý về khí động học, kỹ sư Thanh và các cộng sự đã phục dựng chiếc nỏ. Khi bắn, mũi tên có thể xoay như mũi khoan, có độ sát thương cao, bắn cùng lúc nhiều mũi tên trúng mục tiêu với khoảng cách hàng trăm mét. Khi tôi nhìn các cặn kẽ các mũi tên mà trong lống mũi tên lồng cổ loa ở bảo tàng lịch sử thì tôi phát hiện ra một điều là ba cái mũi tên không đều nhau, mũi tên này cong một phía, mũi tên này cong một phía, mũi tên cong một phía là khi bay nó tạo lên một cái moment xoắn. Cái đấy là cả vạn mũi tên cổ loa là như thế chứ không phải là do tôi nghĩ ra. Không chỉ vậy, kỹ sư Thanh còn chứng minh được tác dụng không thể thiếu của móng rùa trên chiếc nỏ mà trong truyền thuyết thần Kim Quy đã trao cho An Dương Vương. Việc chế tạo ra cái nỏ bắn một phát ấy, bằng mũi tên đồng cổ loa bắn được nhiều mũi tên, cái đó là cái mà nó phản ánh đúng. Nó là những hiện vật đích thực của cái thời đại An Dương Vương đấy. Đấy. Và nó chứng minh rằng là cái nỏ Liên Châu này đấy, kết hợp với tất cả những di tích, những truyền thuyết, tất cả những câu chuyện này đấy, thì rõ ràng là gì nó là có thật. Cũng để chứng minh sự thật về chiếc nỏ của hơn 2.000 năm trước, kỹ sư Thanh đã chế tạo một chiếc nỏ khác hoàn toàn bằng vật liệu tre gỗ. Kết quả, chiếc nỏ có khả năng bắn hơn 20 mũi tên cùng lúc, một câu trả lời khá rõ ràng cho những tranh cãi về nỏ thần thời An Dương Vương. Thưa quý vị, trong 4 ngày từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam gọi tắt là VITM Hà Nội 2023 đã được tổ chức với chủ đề Du lịch Văn hóa.
Chủ đề của hội chợ năm nay là du lịch văn hóa nhằm hướng các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác các giá trị độc đáo của văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa của Việt Nam. Với chủ đề này, ban tổ chức hy vọng hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sẽ góp phần đưa du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời đưa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại của Việt Nam ra thế giới. Trong 3 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng đón hơn 1,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng gần 30%. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong số hơn 1,4 triệu lượt khách đến với Đà Nẵng trong quý 1 này, có trên 390.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lữ hành ước đạt hơn 691 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng cũng đã mở thêm 3 đường bay mới kết nối với Macau, Trung Quốc, Narita, Nhật Bản và Kiên Trang, Lào, nâng tổng số chặng bay quốc tế thường kỳ đến thành phố này lên 16 chặng với tần suất ước đạt hơn 280 chuyến một tuần và hơn 560.000 lượt khách. Sắp tới, Đà Nẵng sẽ tổ chức xúc tiến du lịch tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia, tiếp tục triển khai xây dựng các đề án về phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng. Thực hiện mục tiêu đưa thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành điểm đến về đêm năng động, thú vị và đặc sắc, phố đi bộ Hai Bà Trưng tại đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế đã chính thức được khai trương. Theo đó, phố đi bộ sẽ được hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Được thiết kế thành hai cụm điểm ánh sáng nghệ thuật hiện đại, phố đi bộ Hai Bà Trưng bao gồm khu vực mua sắm thương mại và không gian vui chơi giải trí. Các gian hàng trưng bày giới thiệu và bày bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản và ẩm thực ba miền và sản phẩm đặc trưng xứ Huế bằng xe lưu động. Trong khi đó, không gian vui chơi giải trí tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố. Ngoài ra, phố đi bộ Hai Bà Trưng cũng khai thác các dịch vụ thương mại của người dân để hình thành nên khu phố sầm uất, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí về đêm. Ngay sau khi khai trương, đông đảo người dân và du khách thành phố Huế thích thú hòa mình vào chương trình Carnival sắc màu du lịch tại phố đi bộ Hai Bà Trưng. Chương trình mở đầu thí điểm cho không gian tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố trên phố đi bộ này, đồng thời khởi động chuỗi các sự kiện của lễ hội Chào Hè Huế 2023 và hưởng ứng Festival Huế 2023. Thưa quý vị, với mục đích lan tỏa cảm hứng về tính bền vững trong du lịch hơn nữa, các biên tập viên của tạp chí du lịch Wanderlust đã lựa chọn và lập nên danh sách những điểm đến du lịch xanh tiêu biểu của thế giới. Tỉnh Quảng Nam của Việt Nam đã vinh dự được lựa chọn vào danh sách điểm đến khu vực châu Á cùng 3 cái tỉnh khác. Viết về Quảng Nam, Wanderlust giới thiệu bằng cách lấy chính các doanh nghiệp địa phương làm trung tâm của ngành du lịch, tỉnh Quảng Nam đang chứng minh tính bền vững bắt đầu từ những con người quê hương. Tới Hội An, du khách có thể dễ dàng tìm những tour chèo thuyền trên rừng dừa nước, ngắm thuyền đánh cá và trải nghiệm câu cua. Trong khu vực phố cổ sẽ có những cửa hàng bán nhiều nhu yếu phẩm du lịch thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, ở đây còn có cả một nhà hàng không rác thải, nơi sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên của địa phương để chế biến các món ăn dân dã. Ba điểm đến còn lại trong danh sách này là Bhutan, Singapore và bán đảo Atoro, Đông Timor. Tỉnh Ninh Bình cũng vừa được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 23 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất năm 2023. Forbes khuyên du khách hãy sớm đến thăm Ninh Bình, một địa điểm mang đến sự trải nghiệm chân thực của Việt Nam. Chuyên gia du lịch Katarina Melo viết, chỉ cách thủ đô Hà Nội sầm uất 2 giờ đi xe, Ninh Bình là một địa điểm hấp dẫn được biết đến với những ngọn núi đá vôi khổng lồ, những thung lũng xanh mướt, những cánh đồng lúa trải dài và những dòng sông uốn lượn. Ninh Bình đẹp đến mức bạn sẽ yêu nơi đây từ cái nhìn đầu tiên. Du khách dành cả ngày để đạp xe qua những cánh đồng lúa, leo núi đá vôi để có tầm nhìn tuyệt vời, thăm chùa chiền và du ngoạn dọc theo vùng nông thôn tuyệt đẹp và qua các hang động trên một chiếc thuyền. Kèm theo đó, tạp chí Forbes còn gợi ý về việc trải nghiệm du lịch tại Ninh Bình, thưởng thức cảnh đẹp và món ăn ngon, trong đó có món dê đặc sản. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Ninh Bình cũng vinh dự lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới do Traveler Review Awards bình chọn.
Thưa quý vị, Thành ủy Hội An cho biết phương án siết chặt quản lý hoạt động tham quan tại Hội An sẽ chưa áp dụng nội dung phân luồng lối đi và bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách. Quyết định này được đưa ra sau khi thông tin Hội An sẽ thu vé du khách từ ngày 15 tháng 5 nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An trước mắt thực hiện việc bán vé theo quy định cũ, còn những vấn đề mới trong đề án, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị kỹ để báo cáo Ban Thường vụ. Chính quyền địa phương sẽ tiến hành triển khai họp với người dân, họp với doanh nghiệp lữ hành để lấy ý kiến, nếu đồng thuận mới triển khai. Trước đó, ngành chức năng Hội An thông tin về siết chặt quản lý hoạt động tham quan tại Hội An, trong đó có việc phân luồng lối đi riêng cho người dân địa phương và quy định tất cả khách tham quan phải mua vé khi vào phố cổ. Chương trình tạp chí Văn hóa du lịch tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.